Ok, buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến đề luyện số bao nhiêu nhỉ? Thế ạ. Ok. Năm mới nên là Ok nha, chúng ta sẽ đi đến đề luyện số 17, sức mạnh của lòng bao dung. Nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 đúng không? Ngày mùng 1 tháng 2 2022. Ok ạ, chúng ta sẽ đi luyện đề số 17, sức mạnh của lòng bao dung. Ok ạ. Đánh dấu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn, quyết tâm nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn. Trong 106 các bạn giỏi trong 106 ạ. À, 106 đúng không? Ok. Các bạn giỏi trong 106 ạ. Sức mạnh của lòng bao dung. Ok ạ. Hôm nay thì cô muốn hướng dẫn các bạn về dẫn chứng một chút. Đấy. Buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nói về dẫn chứng một chút. Trước khi đến dẫn chứng ấy, thì cô muốn các bạn đọc qua cái bài viết này giúp cô một lần nhá. Ok. Trước khi vào với phần dẫn chứng ấy, thì cô muốn các bạn đọc qua cái bài viết này một lần. Các bạn để ý giúp cô. Thứ nhất là về cách mở và thứ hai là về dẫn chứng. Sau đó thì sẽ chú ý giúp cô một vài cái chi tiết làm cho đoạn văn hay hơn và bạn cảm thấy ấn tượng đối với cái đoạn văn này. Bài viết ở cho đề sức mạnh của lòng. Cái đề này chính xác của nó là sức mạnh của lòng bao dung trước sai lầm của người khác nha các bạn nhé. Ok, trong cái mục lục thì cô ghi ngắn gọn một chút để cho nó không bị dài. Đó, đề này, hôm nay nó chính là sức mạnh của lòng bao dung trước sai lầm của người khác. Đó, nào, các bạn để ý giúp cô cách mở là cái điều thứ nhất này. Ok ạ. Nha, trước khi đi vào với cái bài này thì đầu tiên chúng ta xác định vấn đề và khía cạnh đã. Ok. Ô, vấn đề. Đấy. Và khía cạnh cần làm rõ. Khía cạnh cần làm rõ. Có nghĩa là cái đề này muốn nhấn đến cái gì? Cái đề thứ 17 này nó khác gì so với một cái đề chúng ta đã làm về lòng bao dung rồi. Nhá. Ok ạ. Đấy, các bạn để ý giúp cô, để ý thật kỹ mà. Nhá. Sức mạnh của lòng bao dung trước những sai lầm của người khác. Đấy, cái đề này nó khác gì với sức mạnh của lòng bao dung. Ok. Cái đề, vấn đề ở đây là gì? Đầu anh năm, đúng rồi, đầu năm anh em đi ngủ hết rồi, đúng chính xác. Chắc đêm rồi thức khuya quá. Nào ạ, xác định giúp cô, vấn đề ở đây là gì? Và khía cạnh cần làm rõ ở đây là gì? Nào, Tường Vi trả lời nào. Đấy, Tường Vi cô nhớ rất rõ là đơn của em, không hiểu làm sao. Rõ chính tay cô là người bọc ba cuốn sách và chính tay cô là người lên đơn để gửi cho em, không hiểu sao đơn vị giao hàng làm mất sách mà bây giờ cô lại phải gửi lại cho em ba cuốn sách khác. Trời đất ơi. Vấn đề ở đây đó chính là gì ạ? Sức mạnh của bao dung trước sai lầm của người khác. Ok. Nào. Vấn đề ở đây là gì? Đề này hơi khó nha, chứ không phải dễ đâu. Đề này tưởng thì ra dễ. Đề này chúng ta cứ nghĩ rằng là nó giống với cái đề sức mạnh mạnh của lòng bao dung. Đấy, sức mạnh của bao dung. Cái này chúng ta sẽ hay bị nhầm sang cái đề này lắm. Nhưng cái đề này nó khác là gì? Vấn đề đó chính là lòng bao dung. Còn khía cạnh là sức mạnh. Đấy, bạn Dương Trường Thi là trả lời sang cái này rồi này. Cái này mới chính là vấn đề là bao dung. Đấy, vấn đề là bao dung. Còn khía cạnh. Đấy, mới chính là sức mạnh của nó. Và suy ra chúng ta có một cái vấn đề và theo theo đúng như như cô Dương dạy là chúng ta hãy chuyển đề thành một câu hỏi, một câu hỏi. Đấy, để các ý chính là câu trả lời cho cái câu hỏi đấy. Đó có nghĩa là bao dung có sức mạnh như thế nào? Bao dung có sức mạnh như thế nào?
Những cái đề này nó khác với cái đề này này nhá. Còn nó lại nhầm nhá. Đấy, cái đề này này. Cái đề này này. Đấy, nó khác với cái đề mà mình đang viết nhá. Cái đề mà mình đang viết là sức mạnh của lòng bao dung trước sai lầm của người khác. Nó khác nhau nhá. Chứ nó không giống đâu. Sức mạnh của bao dung nó khác với sức mạnh của lòng bao dung trước sai lầm của người khác. Đấy. Ok ạ. À? Có bạn nào nhận ra cái sự khác biệt giữa cái này và cái đề này không? Đấy. Là sức mạnh của lòng bao dung trước sai lầm của người khác. Cái đề này nó khác với sức mạnh của bao dung. Các bạn là nhìn ra không ạ? Cô thấy Asua Johnson nhé. Chúc em năm mới vui vẻ nhé. Ok, các bạn là nhìn ra không? Đúng chính xác, đây là bao dung trước sai lầm của người khác. Có nghĩa rằng là nó có hoàn cảnh cụ thể. Nên nó có hoàn cảnh cụ thể. Và cái hoàn cảnh ở đây đó chính là gì ạ? À, là sai lầm của người khác. Là chúng ta bao dung trước sai lầm của người khác. Đấy, bao dung trước sai lầm của người khác nó có một cái hoàn cảnh cụ thể và mình chỉ viết xoay quanh cái hoàn cảnh này thôi, là xoay quanh cái trước sai lầm của người khác thì chúng ta bao dung như thế nào và cái lòng bao dung đấy nó có sức mạnh như thế nào trong cái hoàn cảnh cụ thể là sai lầm của người khác đấy nhá, là sai lầm của người khác ạ, đúng không các bạn? Đấy, vậy đứng chúng ta phải đặt ra một vấn đề, đó chính là đứng trước sai lầm của người khác thì cái lòng bao dung của chúng ta nó có sức mạnh thế nào. Đấy, còn đây là sức mạnh của lòng bao dung là trong mọi hoàn cảnh. Đó, cái này này, cái này là trong mọi hoàn cảnh. Đấy, là trong mọi trường hợp. Còn đây nó chỉ cho một cái trường hợp, đó chính là gì ạ? Sai lầm của người khác thôi. Đúng ạ. Đấy, có nghĩa là cái phạm vi của cái đề 17 này nó hẹp hơn so với cái đề sức mạnh của bao dung. Đúng không? Đúng không? Đúng không ạ? Có công nhận với cô như thế không ạ? Có nghĩa là cái phạm vi mà chúng ta viết nó hẹp hơn so với cái sức mạnh của lòng bao dung. Đấy, cái đề số 17 này là chỉ trước sai lầm của người khác thôi. Đúng ạ. Đấy. Các bạn chú ý giúp cô nhé. Đúng ạ. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ tìm cho cô là đứng trước sai, khi mà người ta đứng trước sai lầm thì người ta cần điều gì? Liên quan đến bao dung để chúng ta xây dựng ý á. Đấy, vậy cái đề này sẽ họ sẽ suy ra là gì ạ? À, đứng trước sai lầm. Đấy, nhá. Trước sai lầm của người khác. Trước sai lầm của người khác. Bao dung có sức mạnh như thế nào? Đó, cụ thể phải là trước sai lầm của người khác. Đúng không các bạn? Được chưa ạ? Vậy theo các bạn thì trước sai lầm của người khác thì chúng ta cần điều gì? Đây, đây là sai lầm. Đây, đây là sai lầm. Thì khi mà một người người ta trong hoàn cảnh sai lầm thì người ta cần gì? Và chúng ta sẽ phải bao dung sẽ khắc phục như thế nào? Đấy, đây khi người ta đứng trước sai lầm đây thì người ta mong muốn gì? Đấy, người ta mong muốn gì? Người ta cần gì? Đó, và sai lầm sẽ giúp. Đấy, và bao dung sẽ giúp họ như thế nào trong cái hoàn cảnh đó? Đấy, được chưa ạ? 28 mắt xem bền vững nghe chưa? Ok, 28 bạn này xứng đáng là thủ khoa của một trường đại học nào đấy. Ừ, cũng ít nhất là thủ khoa môn văn đi chẳng hạn. Ok ạ. Nào các bạn ơi, trả lời nào. Đấy, vậy các bạn để ý giúp cô nhé. Thì các bạn phải xoáy vào trong cái trường hợp, luôn luôn để bám sát vào một cái trường hợp là khi sai lầm thì người ta mong muốn điều gì, người ta cần gì ở người khác. Đấy, và lúc đấy thì bao dung có giải quyết được hay không? Đúng không? Lúc đấy bao dung sẽ giải quyết cái này như thế nào? Đúng không ạ? Lúc này thì chúng ta sẽ đi tìm ý nó dễ hơn. Đúng không ạ? Đấy, vậy rồi đúng không ạ nhá? Khi mà người ta sai lầm ấy thì người ta mong muốn là gì ạ? Mong muốn người khác khích lệ người ta, động viên tinh thần người ta, gần gũi và không xa lánh người ta. Đúng không? Thì bao dung có sức mạnh là gì? À, là mang đến một sự khích lệ, tiếp thêm một động lực. Đấy, xóa tan cái khoảng cách giữa người mắc lỗi. Đúng không ạ? Khi người ta mắc lỗi, người ta sẽ cảm thấy rất là tội lỗi. Khi người ta cảm thấy mắc lỗi, người ta cảm thấy gì ạ? Người muốn người khác an ủi, động viên người ta, khích lệ tinh thần người ta để người ta vượt qua cái lỗi sai của người ta. Nhưng mà những người khác khi mà đứng trước sai lầm của người ta thì ạ, thì bắt đầu thế nào? Thì chỉ trích,
Đấy, thì bắt đầu là gì ạ? Xa lánh. Đúng ạ. Vậy thì sức mạnh của lòng bao dung sẽ giúp cho những người sai lầm đấy sẽ mang đến một cái sức mạnh, đó chính là gì? Đó chính là có một lời động viên, có một sự khích lệ đó, để người ta có thể dũng cảm nhìn nhận cái sai lầm đấy và khắc phục. Đúng ạ, chính xác. Người ta có thể rất là hối hận, đúng, người ta rất là hối hận, và bao dung sẽ giúp cho người ta mong muốn sửa sai đó. Đúng ạ, người ta thẳng thắn đối diện với sai trái của người ta và người ta tìm cách khắc phục, đúng không? Chính xác rồi. Vậy thì các bạn sẽ thấy qua cái suy luận đấy thì các bạn sẽ thấy rằng gì ạ? À, sức mạnh của lòng bao dung như sau, các bạn sẽ triển khai được các hệ thống ý như thế này. Thứ nhất, sức mạnh của lòng bao dung trước sai lầm của người khác sẽ mang đến sự khích lệ này, sẽ tiếp thêm động lực này để họ có thể dũng cảm nhìn nhận cái sai lầm của người ta, đúng không ạ? Rồi, sức mạnh của lòng bao dung và khi đó thì như thế nào? Đấy, thì nó sẽ kiến tạo nên một cái xã hội văn minh, giàu tình nhân ái và công bình hơn, đúng không? Đó, và tiếp theo nó chính là gì? Mà giúp con người ta khi mà người ta đứng trước sai lầm, người ta muốn sửa sai, người ta hối hận về những cái sai lầm của người ta, thì giúp người ta cởi mở hơn với cái lỗi lầm của người ta, không sống trong dằn vặt nữa, không sống trong hối hận nữa. Đấy nhá, không sống trong cái sai trái nữa mà thẳng thắn nhìn nhận và đủ tìm cách sửa sai, đúng không? Đấy, tiếp theo là gì ạ? Sẽ mang đến cho chúng ta sự cảm thông đấy, giúp người ta có thể có một cái nguồn động lực, giúp người ta có một cái sự an ủi vỗ về động viên, và từ đó thì người ta sẽ thức tỉnh và không mắc sai phạm thêm lần nào nữa, bởi vì người ta hiểu cảm giác cô đơn trong trong lúc người ta sai lầm như thế nào rồi đó nhá, đúng không ạ? Đấy, và sức mạnh của lòng bao dung sẽ giúp cho người ta con người ta sống chan hòa hơn, nhân ái hơn, và đây chính là cái sợi dây gắn kết con người lại với con người, không để chúng ta xa lánh. Khi người ta, một người thì đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, một người thì đắm chìm trong cảm giác chỉ trích đấy, trong cái nhìn chỉ trích, thì hai người có phải tự dưng có một khoảng cách không ạ? Bây giờ bao dung nó sẽ kéo gần cái khoảng cách, nó xóa xóa khoảng cách ấy đi, và con người sẽ gần nhau hơn. Một người thì mở lòng hơn, một người thì gì ạ? Bao dung hơn, tha thứ hơn, thì còn cái gì nữa đâu mà khoảng cách ạ? Đấy, và người mắc lỗi thì sẽ không đắm chìm trong cái thế giới cô độc của mình nữa, và người ở bên ngoài thì sẽ có cái nhìn thiện lành hơn, thiện cảm hơn đối với người mắc sai lầm. Đấy, đúng không ạ? Sai lầm ở đây có thể là sai lầm nhỏ, cũng có thể sai lầm lớn, đúng không? Đấy, và đây cô để bác các bạn để ý giúp cô cái mở đoạn và cái dẫn chứng trong cái đoạn trong cái đoạn văn mà cô sẽ đọc cho các bạn, để ý giúp cô hai phần nhé. Phần thứ nhất là phần mở và phần thứ hai là phần chứng minh, phần dẫn chứng đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi học mở rộng hơn, rửa phèn về mở đoạn và dẫn chứng ạ. Đoạn văn mẫu như sau, đoạn văn tham khảo như sau. Nào, con người là một bản thể chưa hoàn chỉnh, cho nên chúng ta ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng có phải lúc nào ta cũng cần nghiêm khắc và trừng phạt sai lầm không? Đối với lỗi lầm, bên cạnh việc trách phạt thì lòng bao dung cũng có sức mạnh kỳ diệu hơn cả. Bao dung là sự cảm thông, rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tâm lý con người thường sợ sai và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thừa nhận cái sai. Vì vậy, lòng bao dung như một sự khích lệ, tiếp thêm động lực để mỗi người có thể dũng cảm nhìn nhận một cách trung thực về sai lầm của chính mình. Nhờ đó mà chúng ta trở nên cởi mở hơn với lỗi lầm của người khác, thẳng thắn đối diện và tìm cách sửa sai. Đây là điều quan trọng nhất đối với những người mắc sai lầm. Thừa nhận thôi chưa đủ mà chúng ta cần phải khắc phục, hướng tới những điều tốt đẹp. Lòng bao dung còn có sức mạnh kiến tạo nên một xã hội nhân văn, giàu tình thương yêu. Như chính sách đặc xá đối với một số tù nhân của nhiều chính phủ khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh việc ghi nhận quá trình cải tạo, còn thể hiện tinh thần nhân văn, động viên họ làm lại cuộc đời. Lòng bao dung đối với sai lầm của người khác như một sự cứu cánh, vực dậy con thuyền đắm mình dưới đáy của đại dương. Ngay khi chúng ta đang ở giữa ngã rẽ hoặc tìm cách che đậy lỗi lầm rồi tiếp tục lựa chọn sai trái, hoặc lúc đối diện và thay đổi nó, hoặc đối diện và thay đổi nó, lòng bao dung khiến chúng ta cảm thấy được thông cảm
được an ủi, vỗ về và thức tỉnh chúng ta không mắc phải sai lầm thêm một lần nào khác. Rộng lượng tha thứ đem đến cho chúng ta cái nhìn cởi mở hơn về sai lầm. Thay vì tìm cách chỉ trích, con người sẽ học được cách đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương và sống nghĩa tình hơn. Bao dung với lỗi lầm của người khác cũng là bao dung với chính mình. Chỉ khi con người hiểu được khó khăn, bất hạnh của bản thân, chúng ta mới có thể cảm thông cho người khác một cách dễ dàng hơn. Ngược lại, đôi khi chúng ta quá khắt khe với chính mình thì việc bao dung cho sai lầm của người khác cũng chính là sự cởi trói cho những vướng mắc đang gặp phải. Hãy nhớ rằng khi bạn không tha thứ cho một ai đó, tức là bạn đang quay lại với chính tương lai của mình. Khi bạn bao dung, điều đó có nghĩa là bạn đang tiến về phía trước. Ok ạ. Các bạn để ý xem là cái mở đoạn của cái đoạn văn này có điều gì đặc biệt và cái dẫn chứng thì có điều gì đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý ạ. Nào. Này các bạn đi ngủ hết rồi. Đấy, thức giao thừa lâu quá, đấy ngày đầu tiên một năm mới mà học hành thế này nhờ. Rất là tuyên dương cái tinh thần học tập của các bạn đang xem livestream. Hôm nay mặc dù là mùng 1 Tết, mặc dù là vừa trải qua một cái đêm giao thừa mà không biết là các bạn thức đến mấy giờ, nhưng bây giờ bạn vẫn ở đây xem livestream, chứng tỏ rằng bạn là những con người đã cho mình một sự thay đổi, đã có một cái kế hoạch rất là rõ ràng và rất là nghiêm khắc với bản thân. Cô nghĩ rằng là với cái tinh thần này, trong cái khoảng thời gian ôn thi còn lại, chắc chắn là các bạn sẽ thành công ạ. Nào, mở đoạn là một câu hỏi, chính xác, mở đoạn là một câu hỏi. Vậy các bạn có điều gì đặc, các bạn có thấy rằng là nó khác với cái cách mở của các bạn hàng ngày không ạ? Đấy, các bạn có thấy rằng là nó khác với cách mở hàng ngày của các bạn không? Đúng chính ta. Xác tạo một câu hỏi thể hiện sự trăn trở. Vậy thì có phải lúc nào nhất cũng nhất thiết phải bắt đầu một câu nói không? Có nhất thiết phải mở đầu bằng một cái mở trực tiếp không? Bình thường khi bạn đi mở ấy, chúng ta có các cách mở, đó chính là cách mở trực tiếp. Ok ạ. Và cái thứ hai là cách mở gián tiếp. Đấy, và thường thường cái cách gián tiếp là các bạn hay đưa một nhận định. Đúng không ạ? Vậy có phải lúc nào chúng ta cũng đưa một nhận định không? Chúng ta cũng đưa một câu danh ngôn không? Đấy, lúc nào chúng ta cũng phải viết rằng là ai đó đã từng nói không? Đấy, lúc nào chúng ta cũng phải mở bài là trong cuộc sống không? Đấy, có lúc nào cũng có phải là như thế này không ạ? Đừng tạo cho mình một cái cỗ máy và đừng ép mình vào một cái vòng kim cô để buộc mình phải nghe theo nó. Buộc mình phải nghe theo cái sự chỉ dẫn của nó. Nhớ nhá, hãy thoát ra khỏi vùng an toàn. Nha. Đấy, vậy mở bằng một câu hỏi, đây cũng là một cái. Đây cũng là một cái mà các bạn cần phải chú ý nhá. Con người là một bản thể chưa hoàn chỉnh, cho nên chúng ta ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng có phải lúc nào chúng ta cũng cần nghiêm khắc và trừng phạt sai lầm không? Đấy, nhá. Đấy, các bạn có thể mở nhá, các bạn có thể mở, các bạn có thể dẫn dắt. Đấy, các bạn có thể dẫn dắt vấn đề. Ok, bằng một câu hỏi. Đấy, bằng một câu hỏi thể hiện quan điểm của các bạn. Ok không ạ? Thể hiện quan điểm của các bạn, thể hiện suy nghĩ của các bạn. Có đúng không? Suy nghĩ của bạn là gì ạ? À, sai lầm liệu có đáng chỉ trích không? Thay vì chỉ trích thì chúng ta bao dung với nó. Đấy. Ok, sau đó là cái câu nêu yêu cầu đề. Cái câu mà nêu yêu cầu đề này chính là câu hỏi cho cái câu hỏi tu từ bạn vừa đặt ra. Ok ạ. Đấy nhá, rất là dễ dễ thôi, đơn giản thôi. Đó, đơn giản thôi. Đó chính là gì? Đó chính là bạn đặt ra một câu hỏi. Xong cái yêu cầu của đề là chính là câu trả lời cho cái câu hỏi bạn vừa mới đặt. Sức mạnh của lòng bao dung trước sai lầm của người khác. Bạn có thể đặt, bạn có thể đưa ra một cái mở như sau. Đứng trước sai lầm của người khác, bạn nghiêm khắc nhìn nhận hay bao dung tha thứ? Đó là sự lựa chọn ở bạn. Thay vì chỉ trích thì sức mạnh của lòng bao dung kỳ diệu hơn cả. Đấy, các bạn có thể mở như thế nhá. Ok ạ. Chúng ta, các bạn có thể mở như thế. Đấy, mở vào một câu hỏi thể hiện sự trăn trở của các bạn.
Chứ đâu nhất thiết các bạn cứ phải dẫn vào một câu danh ngôn ai đó đã từng nói, hoặc là mở trực tiếp đâu. Đấy, đây cũng là một cách mở, mở trực tiếp bằng một câu hỏi tu từ, bằng một câu hỏi thể hiện cái sự trăn trở bạn. Và nêu yêu cầu của đề chính là câu trả lời cho cái câu hỏi vừa đặt ra. Đây là một cách mở vô cùng đơn giản nhá. Đây là một cách mở vô cùng đơn giản. Đấy, đơn giản thôi. Đâu có nhất thiết phải đau đầu với mở đâu nhá. Đấy, vậy là hôm nay cô đã đưa cho các bạn một cái hướng dẫn các bạn thêm những cái cách viết nữa để bạn có thể phong phú hơn cho cái cách viết đoạn văn nghị luận xã hội của mình. Và bây giờ các bạn nhìn đến cho cô dẫn chứng ạ. Nào, bây giờ các bạn nhìn đến cho cô phần dẫn chứng. Phần dẫn chứng ở đây có cái điều gì mà các bạn cần phải lưu ý không? Đây, dẫn chứng là cái chữ màu hồng đấy ạ. Nhá, dẫn chứng là cái chữ màu hồng. Bây giờ cô tô cái chữ màu hồng này. Các bạn thấy cái dẫn chứng này nó có điều gì đặc biệt? Như chính sách đặc xá đối với một số tù nhân của nhiều chính phủ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh việc ghi nhận quá trình cải tạo, còn thể hiện tinh thần nhân văn, động viên họ làm lại cuộc đời. Nào, dẫn chứng này có điều gì đặc biệt? Các bạn thấy rằng là khi mà đứng trước sai lầm của người khác ấy, ví dụ như là những cái bản án đấy nhá, những cái bản án đó, vậy câu hỏi bạn đấy chính là một sự trừng phạt cho sai lầm của người khác. Nhưng trong quá trình ví dụ như họ bị tù chung thân chẳng hạn đấy, nhưng do họ cải thiện tốt, mức án có thể giảm xuống là 30 năm, 20 năm để cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Đấy, tù chung thân có khác ở cả cả đời, quãng đời còn lại lại sống ở trong tù ngục. Đấy, vì phải trả giá cho một cái sai lầm nào đấy. Ok. Đấy, thì có phải là cái chính sách đặc xá này này nó giúp cho họ làm lại cuộc đời không? Nó cũng chính là một cái cách xử phạt văn minh hơn. Đấy, nhân văn hơn. Họ cứ nghĩ rằng là tù chung thân là sẽ kết thúc cuộc đời rồi. Nhưng mà nếu như họ cải thiện tốt, họ hướng thiện, họ quay đầu là bờ, thì có những chính sách đặc xá này sẽ giúp cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Đấy, giúp họ quay trở lại với thế giới nhá. Đừng có triệt đi cái con đường quay trở về làm người lương thiện của họ là được, đúng không? Vậy cái dẫn chứng này các bạn cần phải lưu ý gì? Cái dẫn chứng này có một cái điều gì bạn cần học hỏi. Dẫn chứng ấy thì có hai thể loại dẫn chứng, hai kiểu dẫn chứng. Một là dẫn chứng chung chung, hai là dẫn chứng cụ thể. Cụ thể tức là bạn đưa ra một con người thật việc thật, đúng không ạ? Đúng, chính xác nhá. Vậy đây thuộc về dẫn chứng chung. Ok ạ. Đây thuộc về dẫn chứng chung nhá. Đây thuộc về dẫn chứng chung chung, không nêu cụ thể một ai đó. Nhưng cái dẫn chứng này có điều đặc biệt, đó chính là gì? Đôi khi ấy, dẫn chứng ấy để cho bài viết của bạn mở rộng hơn, để cho bài viết của bạn phong phú hơn và thể hiện được cái nhìn của bạn hơn. Đôi khi các bạn viết dẫn chứng ấy đừng có chung chung về một thời xưa, hoặc đừng có chung chung theo cái kiểu, đó chính là cái dẫn chứng của bạn nó hẹp quá. Bạn cần nhìn nhận ở một số cái khía cạnh nó mang tính chất thời sự hơn, nó mang tính chất nhân văn hơn. Đấy, nó mang tính chất là một quốc gia, thì cái dẫn chứng đấy nó sẽ bao hàm nhiều hơn. Đấy, và cô thấy rằng là cái chính sách đặc xá này thể hiện cái lòng bao dung, thể hiện cái sự nhân văn. Đấy, nó rất lớn. Đó, các bạn cần phải mở rộng cái dẫn chứng của mình ra. Đấy, cần phải bao quát cái dẫn chứng của mình hơn, chứ đừng có eo hẹp cái dẫn chứng của mình. Đừng có ép nó theo một cái khuôn nào đấy. Đúng không ạ? Các bạn thấy rằng là khi mà viết cái dẫn chứng như này, các bạn thấy bài viết của bạn được nâng tầm không ạ? Đúng không? Sao tiết học hôm nay là một cái tiết học mà thật sự là như thế nào nhỉ? Hơi buồn đúng không ạ? Đấy, đúng, ít người comment. Thế cô chờ một câu câu của một cái comment mà lâu quá cơ. Đúng không ạ? Rồi, các bạn có thấy gì không ạ? Thấy cái dẫn chứng này có điều gì đặc biệt không ạ? Đó, thế nhá, các bạn cần phải mở rộng cái dẫn chứng hơn, mang nó mang cái tính chất thời sự hơn. Đấy. Và cái dẫn chứng này của mình này, nó phải thể hiện được, nó bao quát cái vấn đề của mình hơn nhá. Nó bao quát và nó rộng hơn cho cái vấn đề mà mình đang viết. Đấy, mở rộng hơn cho vấn đề mà các bạn đang viết. Đúng không ạ? Ok. Đúng, chính xác, mang tính thời sự. Đấy. Nhá. Đó, đấy là một phần lưu ý về dẫn chứng.
nha. Đấy là lưu ý về phần dẫn chứng. Buổi học ngày hôm nay là buổi học đầu tiên thì chúng ta chỉ nháp nháp thế thôi ạ, nha. Chúng ta chỉ nháp nháp thế thôi. Nhưng buổi sau thì chúng ta sẽ học nhiều hơn. Đây, hôm nay thì chúng ta chỉ nháp nháp thế thôi, nháp với nhau như vậy thôi để thể hiện rằng để khai bút đầu xuân thôi, nha. Đấy, và cô cảm ơn những bạn nào đã xem livestream từ đầu đến cuối. 30 bạn xem, rất là kiên trì từ đầu livestream đến bây giờ. Đấy, cô chúc các bạn một năm mới chăm chỉ hơn, quyết tâm hơn và hoàn thành cái mục tiêu của mình. Đó, và hôm nay thì chúng ta chỉ học đơn giản như thế thôi. Đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta hy vọng là cô đã rửa cho các bạn, xóa bạn một vài cái suy nghĩ mang cái tính chất áp khuôn cho phần mở và phần dẫn chứng. Bé heo đâu ra chú lì xì nào. Cháu đang ngủ chú ơi. Cháu đang ngủ chú ơi. Ok, thế nhá. Rồi, buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Và cô cảm ơn tất cả các bạn đã xem livestream và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi livestream tiếp theo. Chúc bạn một năm mới vui vẻ. Đó, vững tin và quyết tâm với các mục tiêu của mình nha các bạn nha. Ok, bye bye các bạn. Chúng ta trưa nay chúng ta lại học tiếp nhá. Trưa nay theo lịch là chúng ta sẽ học sách sách vàng. Ok ạ. Cảm ơn các bạn.